Thủ phủ cá chép Đồng Nai nhộn nhịp xuất hàng đi muôn nơi phục vụ ông công ông táo. Ngày 1 tháng 2 tức 22 tháng Chạp, người nuôi cá chép tại ấp sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang hối hả kéo lưới để thu cá bán cho thương lái, phục vụ Tết ông công ông táo vào ngày mai 23 tháng Chạp. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này tại làng nuôi cá chép nhộn nhịp người mua kẻ bán, bởi đây được xem là thủ phủ cá chép cùng ông công ông táo lớn nhất Đồng Nai với hàng chục hộ nuôi cá. Mỗi năm vào dịp này, làng cá ở đây cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 50 đến 60 tấn cá. Cá chép ở khu vực này được khách hàng ưa chuộng vì đẹp, khỏe, đỏ, ít đốm đen, thường được xuất đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên. Thông thường để phục vụ dịp Tết ông Công ông Táo, từ giữa năm trước, các thương lái đã đến đặt hàng nông dân nuôi cá để chốt số lượng. Năm nay kinh tế khó khăn nên lượng cá bán ra không nhiều như trước. Các mối ở Đồng Nai đến ngày 22 tháng Chạp mới tới mua cá, bà Nguyễn Thị An, người nuôi cá chia sẻ. Năm nay, giá cá bán sỉ tại ao giao động từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng trên kg. Ông Trương Văn Đậu, trưởng ấp sông Mây cho biết, làng có khoảng 30 hộ dân chuyên nuôi cá chép phục vụ chợ đầu mối các tỉnh và ngày cúng ông công ông táo. Lượng cá năm nay thu hoạch tại đây ước tính gần 50 tấn. Để nuôi được một lứa cá chép khỏe đẹp, màu sắc óng ánh đồng đều, người nông dân phải chuẩn bị cá giống khỏe mạnh và nuôi từ khoảng giữa tháng 10 âm lịch. Năm nay thị trường có vẻ không ổn định như mấy năm trước, hy vọng cá vẫn xuất hết để bà con an tâm ăn Tết.